Minh Toàn xin mến chào các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại Hạ Long Park, Tuần Châu Park thì đúng hơn. Đấy, đứng tại Tuần Châu Park. Đây là phía bên trong của Tuần Châu Park. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi một số hình ảnh phía bên trong của Tuần Châu Park đến quý vị bà con cô bác, để quý vị bà con cô bác hiểu thêm về Tuần Châu Park, cái khu du lịch, vui chơi du lịch của Tuần Châu. Đây là cái quang cảnh ở phía bên trong Tuần Châu Park. Đây Minh Toàn đang đứng là đứng tại cái vị trí này các bạn. Đấy, Minh Toàn đang đứng tại vị trí này phía đây. À, phía đây là cái cổng vào của Tuần Châu Park. Tuần Châu ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đây, chúng ta sẽ đi vào khu vực này xem nó là cái gì nhé. Hôm nay chắc các bạn sẽ thấy Minh Toàn nói bị bể giọng, bởi vì là Minh Toàn đang bị ốm, đang bị cảm. Rất mong các bạn và bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn. Đây, ở trong Tuần Châu thì khu vực này là mương này. Đây là một cái kênh mương, không biết là nước để làm gì đây. Nước ở kênh mương. À, chậu hoa nó ở trong Tuần Châu Park, cái chậu hoa nó cũng trang trí ác quá nhỉ. Rồng phượng quy long hổ gì đây. Và đây là cái đài phun nước. Đài phun nước của Tuần Châu. Cái khu vực này là khu vực mà đi lên thôi. Đi lên phía trong này và có cả đường đi vào trước cái khu đài phun nước này luôn đấy. Đây thì hôm nay cũng thu hút rất là nhiều các bạn trẻ về Tuần Châu Park để vui chơi giải trí. Đây, đây là các cái trò chơi các bạn trẻ đang chơi trò chơi phía xa 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 bên trong. Đây và có cái hồ nước. Hồ nước, nhưng mà nước ở đây hồ này bẩn quá. Đây, rác. Các du khách đi xong lại ăn uống vứt rác thế này bẩn quá. Hồ nước này là hồ nước ở ngay trung tâm đấy. Đây là hồ nước ngay trung tâm đấy các bạn. Ok đi, vui chơi đi. Đường đi ra cái đài phun nước đây. Đây là cái đài phun nước. Cái này mà nếu mà vào dịp bắn pháo hoa thì đẹp lắm. Em bé chụp ảnh dễ thương quá nhỉ. Hả? Trắng mà xinh gái. Xinh gái. Em bé xinh gái. Cháu mấy tuổi rồi con? 4 tuổi. 4 tuổi à? Xinh gái nhỉ? Gái lớn. Đây, và đứng từ đây là chúng ta nhìn ra phía Tuần Châu Park, cái cổng vào. Ồ, có cái nhà gì mà to phía này này. Thì Minh Toàn sẽ lên phía đấy. Còn đây là cái khu mà nước mùa hè thì người ta xả nước hay sao ấy. Lần đầu Minh Toàn vào trong Tuần Châu Park này luôn á. Lần đầu Minh Toàn vào Tuần Châu Park luôn. Đây chúng ta sẽ đi ra khu này xem được trong Tuần Châu Park nó như thế nào. Mùa này không phải mùa du lịch mà,
du khách về với tuần Xuân Châu cũng khá đông. Giờ này thì ít rồi, cách đây khoảng vài tiếng trở đi thì khá đông luôn. Chúng ta sẽ lên đường này. Đây là một cái bậc cầu thang để lên, còn có cái đường lên chính, nhưng mà đây cũng là một cái đường tắt để xuống cái đài phun nước lúc nãy. Trên này cũng nhiều, khá nhiều trò chơi luôn, khá nhiều trò chơi trên này. Cuối tuần thì các em nhỏ hay về đây để chơi trò chơi là chính. Đây là trò chơi đu quay hay sao? Đấy, phía trong này nhiều cây cối rất là mát luôn. Đây các bạn nhỏ hay chơi đu quay. Đây là trẻ em, khu vực dành cho trẻ em. Trẻ em hay chơi khu này. Wow, một số trò chơi ở đây cũng khá thú vị. Hình như cũng giống với lại khu Hạ Long Park. Khu này khu Tuần Châu. Đây, các em nhỏ thì lên thích chơi trò này và vào từ ngày 12 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 thì chúng ta vào trong khu Tuần Châu Park này là chúng ta không mất vé. Không phải mất vé, nên mà cuối tuần các gia đình hãy đưa các cháu đến đây chơi các trò chơi như này. Thanh niên thì là chơi các cái trò chơi như này. Em dám chơi trò này không? Và bây giờ là ở đây có một số cái trò chơi, nhưng mà Minh Toàn cũng thấy ở khu trò chơi này nó cũng không cầm mất bằng cái khu Hạ Long Park. Đây, trò chơi đấy. Trò chơi này thì chưa mạo hiểm lắm. Có rất là nhiều trò chơi mạo hiểm, nhưng mà trò này thì